Vâng, chào các bạn. Hiện nay là tôi đang có mặt tại vườn cây của anh Chi. Và anh Chi hiện nay là cũng đang có mặt tại vườn. Tôi sẽ gặp anh Chi và định anh Chi giới thiệu cho một số cây mà đang có mặt tại vườn. Và tôi cũng không có cái tham vọng là tìm hiểu được hết. Thế nhà tôi hy vọng là qua cái đoạn phim ngắn thì các bạn cũng có thể là biết được một số cây tại vườn của anh Chi, và những cái cây nào là có cái sự sáng tạo, hay là những cái cây đặc sản của cái vườn này. Chào các bạn. Các bạn đang xem hình ảnh tại vườn cây bonsai của anh Chi Bến Bắc. Hôm nay có một cái buổi giao lưu giữa anh em chơi bonsai. Có cả anh em trong tỉnh, có anh em ngoài tỉnh. Trước mặt các bạn đây chính là anh Chi đang tỉa cây tùng. Cây này cây gì? Cây này cây gì? Nguyệt quế. Cây nguyệt quế này không biết là lâu chưa nhỉ Chi nhỉ? Cây này không đoán được tuổi ấy. Nguyệt quế đẹp quá. Lúc lấy ở trên rừng về thì là nó như này rồi. Mà nếu những cái vết phong hóa này thì không biết là bao lâu. Hay thông thường mọi người chỉ nhìn thấy cây nguyệt quế nó to khoảng tầm độ cái chai trở lại. Cây nguyệt quế này rất là to. Đường kính gốc thì có 30 phân, 35 phân. Cây nguyệt quế này là sẽ nở hoa vào ngày rằm. Đấy, nó quý là quý như thế. Bây giờ có công nghệ thì đến mùa là người ta có thể can thiệp được. Nó không chính xác 100% nhưng cũng được một số. Một trong những lão làng chơi cây ở Lạng Sơn, nhà anh ở ngay đằng sau bên này. Nên ông sộp này ông cũng ghê phết này. Ông sộp này là cái này bám ở trên đá. Đang đoán là cây tự nhiên. Cây tự nhiên. Ông này là cây tự nhiên. Ông trồng trên nhất đất ở bên này. Bê cả cục này từ trên núi về. Dính luôn với cả cây luôn. Bê cả cục từ trên núi về. Kiên. Kiên. Hồi trước là có thần chú, bây giờ hóa chất hóa chiếc bom đạn nhiều là thần đèn trốn đi rồi. Cái hô một câu úm ba la là nó xuống đất ngay. Này phải mất khoảng độ 3 năm nhỉ, 3 năm xong này. Nó phụ thuộc vào dinh dưỡng này. Nếu như ông muốn làm thịt cái này, thịt này thì phải... cái dinh dưỡng này phải mạnh. Tạm thời có thể ông ném hẳn xuống đất, ông cho nhiều thì thịt lại phải thả sổng những cái thằng này thì cái sợ này nó sẽ thua nó nhanh rồi. Nghe rằng đây là một cái góc vườn của anh Chi. Có rất là nhiều loại bonsai. Bên trái đây là một cây si. Cái này là cây gì nhỉ? Cũng si nhỉ? Dòng này là gọi là si. Cái này si trắng. Si trắng. Bên này cây này cây Trung Quốc nhập về. Bên kia là cây Nam Điền. Đây cây si Nam Điền. Cây xanh Nam Điền. Cây này là cây. Cái si hoa. Si gì? Si hoa. À đây à. Trong Sài Gòn người ta còn cũng hay gọi là cây gừa. Si hoa cây gừa là một. Cây này đúng không? Em để chị. Chị hơn rồi.
cái vườn ba chuyển ba vườn ở đây mà chưa làm được hoàn thiện. Đây bác Chiến lại biết rồi, em còn khoảng mấy tháng ấy. Cái này làm nó vòng nó 5 hôm. Cây này là cây gì à sĩ? À cái tường vi ở đấy đấy. Ôi giời, gốc quá to quá không tưởng tượng ra cái tường vi. Nhiều cây không biết đây. À, cái ổ. Anh chưa biết cây táo này, không biết là táo này táo ta. Táo trong người dân tộc đấy chồng. Cái này về ý tưởng của mình, Mia đang định chơi kiểu gì? Thì những cái gốc này là những cái gốc táo ăn quả. Nó lâu năm rồi thì bây giờ cái chất lượng táo của nó cũng xuống rồi, người dân người ta cũng muốn thay đổi trồng lứa mới. Thì song song với khi người ta chặt vứt đi thì em cũng xin vào trong ấy, nhờ một cậu em ở trong xã Chiến Thắng, cậu tên là Hè, thì cậu cũng chuyên chơi cây cảnh, cũng chuyên hay lấy cây cho em. Thì cậu lại đến các cái nhà mà người ta bỏ cây đi thì để xin mua lại với giá phát mại, thay bằng vứt nó đi thì mình đem về xong mình chỉnh sửa. Đây là em mới trồng thì em không thể nào, chưa biết được nó ra mầm chỗ nào thì chưa dám cắt. Thì có những cái cành mà nó già quá, nó sâu rồi nó cũng bỏ. Thế mình phải tiêu diệt sâu kiến rồi mối rồi nấm rồi các thứ. Nếu khi cây nó sống rồi thì những cái mầm nó ra này rồi thì mình bắt đầu mới bỏ những cái tay chết đi. Bỏ tay chết thì những cái này là đến Tết, thường táo thì nó Tết thì nó ra quả. Ngày xưa các cụ hay cắm trên bàn thờ là cành táo thì nó cũng mang rất nhiều ý nghĩa. Thì bây giờ thay bằng như thế thì mình sẽ trồng để những cây cho nó không bị chết. Mình trồng trong chậu đến Tết người ta cho người ta thuê về trưng bày. Hay là cây táo là có cái đặc điểm là sẽ cho quả vào Tết. Đây là một cái ý tưởng về bonsai. Cũng đúng mà gọi là ý tưởng tạo ra một cái cây để cho người chơi cây trong dịp Tết là cũng là đúng. Vâng, ở đây là các bạn có thể thấy là rất là nhiều cây táo. Đây được anh trồng mà có lẽ chơi không qua giai đoạn thử nghiệm rồi đúng không? Vâng, bên này là một cái giống cây rất quý. Đây, các bạn đang xem vườn cây của anh Chi, rất là nhiều cây. Cây này đúng không? Đây là một cây bản địa ở Lạng Sơn. Đây là cây anh đào. Và thường thì mình nghe nói nó ở Nhật là nhiều nhất, nhưng nó xuất xứ chính là ở Trung Quốc, Trung Đông. Thì đấy là những cái đọc ở trên những cái trang mạng như Wiki thôi anh ạ. Còn đây hiện tại là nó mọc tại Lạng Sơn và được nhân giống, gieo hạt nhân giống. Mỗi lần mùa xuống qua Tết thì có những người đi nhặt về gieo ra giống, và hiện tại đang cây này là em trồng được 3 năm. Thì nó mọc cao được tầm 3 mét, thì em cắt đi là bây giờ được khoảng 3-4 cm. Thì em cắt đi để làm bonsai và sau này cũng làm những cái cây mà để bàn để mọi người trưng Tết. Đây là một cây rất quý tại Lạng Sơn, hay còn gọi là tên tiếng Anh hay gọi là cây cherry. Cherry. Vâng. Cây anh đào này là cũng giống cây anh đào của Nhật. Đúng rồi ạ. Hoa nhiều. Anh đào này nó có rất nhiều loại. Loại này là cái hoa nó hơi rủ xuống giống cái bông đào chuông. Cái bông đào nó ra mà anh nó nhỏ nhỏ, nó tóe ra xong nó hơi xuống, nó giống có một cái cuống hơi cong xuống. Đây là anh đào Mẫu Sơn. Cây này mọc rất nhiều trên Mẫu Sơn. Cao hàng chục 20 mét. Hay là cái cây này là thực ra là cây của Lạng Sơn, nhưng mà chính người Lạng Sơn cũng chưa phát hiện. Anh xem những cái bức ảnh của những cái người hay đi chụp ảnh trên núi thì anh sẽ thấy người ta hay chụp cây này rất nhiều. Và có một cái bạn mà hay đi leo núi rất yêu cái dòng cây này, đó là bạn có nickname là Lành Văn Tùng. Lành Văn Tùng. Bạn ấy chuyên đi leo núi, rồi bạn Ngọc Minh thì cũng là những cái người mà lên tận đỉnh núi để hái để lấy những cái hạt đấy về đem về cho những người như em để ươm. Thì em vẫn chưa tìm được ra cái công thức nào hữu hiệu nhất để nó đạt phần trăm cao, nhưng sẽ cố gắng một ngày gần nhất.
thì học hỏi được để ươm được ra cái giống cây này truyền bá cho người Lạng Sơn? Thực ra là cái việc tìm ra được một cái cây mà nó đẹp mà lại nhân được nó ra, mà lại cây của địa phương thì rất là quý. Đấy, mà cây này thì không phải là riêng ở Việt Nam nữa mà là cả thế giới cũng đã ghi nhận rồi. Đấy, cây anh đào. Đây, cây 3 năm em để sổng đấy. À. Đấy, cây nó kìa. Đấy, nó cao như vậy. Đấy, đằng sau cái cây si ạ. À. Đấy là cây anh đào này 3 năm để sổng. À. Em thì cắt một cái ngọn trên vừa rồi đánh ở vườn về vườn này. Đây, xem cây để sổng này. Không sợ nhất là về dưới này nó không hợp thôi, nhưng mà về nó hợp thì tốt. Ừ. Cây này là cây gieo hạt thuần ở dưới này. À, đây cây này là cây cắt này. Gieo hạt ạ. À, cây này gieo hạt. Thì để tránh những cái trường hợp mà đánh cây trên núi thì ngày xưa em cũng đi đánh cây trên núi và rồi thấy cái tác hại nó rất là lớn. Mình chơi cây mà mình lại đi đánh cây núi về thì cây mà cây nó sẽ bị triệt hả? Nó bị triệt. Cái cây ít tuổi hoặc cái cây mà nó mọc lan thì mình đánh về thoải mái, nhưng những cái cây mà cổ thụ thì mình không nên đánh về, vì một vài đồng bạc thì mình lại phá, chính mình lại phá hoại. Đúng rồi. Sau là mất cây chơi. Có cây sộp mà sộp mình gieo hạt chưa? Sộp. Cây sộp thì không cần, cây sộp anh cứ cắt cành là sống. À thế gì? Còn hạt nó rơi đến đâu mọc đến đấy. Đây cũng anh đào đây phải không? Vâng. Đây cây anh đào. Cây 3 năm sổng. Đây hiện nay là cây anh đào là đây. 3 năm để sổng. Bằng một ấy rồi, vanh bằng một cổ tay rồi. Một thầy nắm rồi. Vâng. Một nắm chiều tay. Chiều cao thì là vừa. Chiều cao thì đây là em đã cắt ngọn khi chuyển về vườn rồi, nó phải, nếu mà để sổng nó phải cao tầm 5 mét hơn rồi. À. Vâng.